Hương Thơ xin được trở lại với phần tư của chương trình đặc biệt của Sài Gòn TV nhân mùa lễ Vu Lan. Và Hương Thơ đang ở ngay tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo của Chùa Bảo Quang. Và quý vị vừa nghe câu chuyện của Hương Thơ với Thượng Tọa Thích Quảng Thanh về đề tài quan niệm chữ Hiếu Xưa và Nay theo Đạo Phật. Và bây giờ như quý vị biết, Thượng Tọa Thích Quảng Thanh ngoài vai trò viện chủ của Chùa Bảo Quang, thầy là một... có thể nói là một nghệ nhân, một nhà thơ với danh hiệu là Thích Thanh Chí Cao. Và thầy là người rất yêu nghệ thuật, từ nhiếp ảnh, văn, thơ, nhạc cho tới cắm hoa. Và hôm nay thầy sẽ cho chúng ta một món quà, là thầy sẽ vẽ những cái chữ về chữ Hiếu để tặng cho quý vị khán giả. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Dạ thưa, theo như chị Hương Thơ vừa giới thiệu thì nói về đến thư họa thì nó có những cái nét của mỗi người, nó có vẻ đặc thù, nó rất là riêng tư, điêu luyện. Tuy nhiên ở đây tôi cũng viết bốn chữ là mẹ cha hiếu hạnh, tức là cũng không ngoài nhắc nhở đến vai trò của con cái đối với mẹ cha là phải là nhớ ơn cha mẹ. Rồi nhớ ơn chưa đủ và phải thể hiện lòng hiếu hạnh. Thế thì người ta nói chữ nghĩa thì nó có hạn thôi, hạn định theo cái cảm nghĩ, cái suy tư, từ triết lý, tôn giáo cho đến thần học, cho đến mọi thứ người ta có thể dùng ngôn ngữ mô tả hết. Nhưng mà chữ hiếu người ta có thể viết được ở trên mặt tờ giấy này, nhưng mà chữ hiếu trong lòng người ta không có thể mô tả hết được. Mỗi người có một góc cạnh để tôn thờ chữ hiếu này. Thì tôi nghĩ rằng một người mà có hiếu với cha mẹ, trời đất cũng rung động. Đó là tôi xin viết chữ mẹ trước. A Di Đà Phật. Cũng như quý vị biết là theo kinh điển Phật là đứng cao quý nhất trong ba cõi. Nhưng mà Hương Thơ biết có những câu ca dao đã trân trọng đặt cha mẹ lên vị trí tôn quý nhất trong tam giới. Như câu thơ gió đưa cảnh trúc la đà, cha mẹ còn sống Phật đà hiện thân. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ cũng là chân tu. Đó, chữ mẹ nó đơn giản không? Nhưng mà nó rất là thể hiện. Như quý vị biết là Chùa Bảo Quang tọa lạc trên một khu đất với diện tích là 2.2 mẫu. Và khu này trước đây tôi được biết là một cái nhà thờ Tin Lành của người Cuba. Và đã trải qua nhiều đời đổi chủ. Và thời gian sử dụng trai phòng cũng như là trung tâm sinh hoạt này đã, cơ sở tôn giáo này đến đây là 70 năm không thầy? Không. À, cái nhà thờ có 70 năm. Dạ, giờ tôi vô cái cơ sở này là mười mấy năm rồi. Dạ. Và đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa Bảo Quang, với những cái sinh hoạt truyền thống của Phật đường như là phụng thờ Tam Bảo và nơi chốn để chúng ta thờ tự ông bà, cha mẹ, dạ, tổ tiên. Ngoài ra những cái sinh hoạt mẹ. Dạ, rồi. Đây. Chữ mẹ này, đó thể hiện qua nét. Cha, bây giờ chữ cha nha. Tặng cho. Cho những bà mẹ, cho tặng cho những bà mẹ, bây giờ viết chữ cha tặng cho những ông cha. Thầy có mở lớp dạy viết thư pháp không thầy? Dạ chưa. Hương Thơ được biết là trong trung tâm văn hóa của Bảo Quang này có nhiều mục đích giáo dục trẻ em và trường Việt ngữ Hùng Vương, dạ, nè, có gia đình Phật tử Bảo Quang, ban hợp xướng Hoa Từ Bi và các môn học nghệ thuật đã và sắp được thực hiện ở nơi đây phải không thầy? Dạ dạ không. À đã. Trường Việt ngữ là đến 20 năm và gia đình Phật tử là tuần nào cũng sinh hoạt, chủ nhật 200 em, thứ bảy cũng 200 em mình là học Việt ngữ. Dạ, cái đó có thường xuyên chị ạ. Vâng, đây là chữ cha. Cha. Vâng. Dạ, đây, vậy đó, một nét nó mới hay. Dạ vâng. Thêm một nét nữa, cha. Đó. Vâng, đây là chữ cha. Rồi chữ hiếu, chữ hạnh nữa. Là hạnh hiếu, ráo lại thành hạnh hiếu. Và thầy cũng có nhiều tài hoa ngoài thi họa. Tôi có vẽ tranh nhiều chị ơi. Có vẽ tranh nhiều, viết lời cho nhạc này. Rồi, thầy đã làm hơn 100 bài thơ đã được phổ nhạc, dạ, không thầy? Dạ, hơn 100. Vâng, là hiếu hạnh làm đầu. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến cha mẹ là phải có chữ hiếu hạnh làm đầu, không ạ? Như tiên những lúc âu thương, không sao hết. Rồi mới âm bên thương gia đình, nhưng mẹ bông sang mẹ tôi tìm ngồi dù con suốt thân thơ. Như đến những lúc âu thơ, sông dưới mái ấm bên thương gia đình, nhưng mẹ tìm nơi cha tôi em đền dày nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi, bậc này là bậc tàu không thầy? Dạ không, bậc này là bậc của Mỹ á.
Mình có bị nó làm không? Tàu. Dạ, mình không biết. Dạ, có bài chế. Cái quan trọng nhất của khi mình viết thi pháp là cái nét ấn, không có này. Dạ, như chấm, chấm phá. Chấm phá, nét chữ. Như mọi những lúc ưu thương, nhìn mãi như mai không quên. Hôm ngày xa thầy còn một tờ báo là Trúc Lâm không? Dạ, có tờ báo Trúc Lâm cho chị. Tặng cho những người con hiếu hạnh với em. Đừng có đè lên đâu, hạnh nhé. Nó có ước. Hiếu hạnh là hạnh hiếu. Hạnh hay là hạnh hiếu. Hiếu hạnh cũng được mà hạnh hiếu cũng được. Tình cha luôn lớn lao như trời cao. Dạ, hạnh là đức hạnh mà hạnh là hạnh hiếu cũng được, hạnh cái nào cũng mang ý nghĩa tốt, miễn là có hiếu có hạnh. Chữ này nó viết là phải đi một nét vậy đó, nó mới nói hay. Tặng nhân mùa Vu Lan báo hiếu, tặng các người con đã giữ được cái chữ hiếu đối với đạo làm con, cũng là quý vị theo truyền thống của Phật giáo. Đức Phật mà là một bậc thầy giác ngộ, mà ngài khi thành đạo rồi ngài còn trở về thăm bố mẹ trước, là bậc đạo siêu mà còn phải có hiếu, có nghĩa là mình phải không ạ? Quý vị vừa theo dõi bút pháp của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. Sau đây chúng ta sẽ thưởng thức tài nghệ cắm hoa của thầy nhân ngày lễ Vu Lan với những đóa hoa sen được vừa hái từ ngay khu vườn của chùa Bảo Quang. Xin mời thầy ạ. Xin cảm ơn chị Hương Thơ. Bây giờ chúng tôi thực hiện bình hoa. Trước khi là quý vị thấy cái bình không có gì hết, bây giờ tôi biểu diễn rất nhanh chóng để quý vị thấy có một cái bình hoa rất là đặc biệt để quý vị thưởng thức trong cái mùa lễ Vu Lan báo hiếu nha. Đó, quý vị thấy không? Cắm một cái, vừa cắm lên một cái lá là quý vị thấy tuyệt vời không? Rồi... đây là cái ngó sen phẩm thưa thầy. Dạ, cái ngó sen. Thế thì một bình sen rất đẹp thì nó phải được mô tả... Đó, thấy không? Không? Nhớ không? Đó, sen, hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết phẩm thưa thầy. Cho thanh khiết mà có đặc tính là biểu trưng cho thánh hiền. Cho đặc tính thánh hiền tức là thanh khiết. Có liên quan đến vào mùa lễ Vu Lan thầy? Có. Về chữ hiếu. Chữ hiếu là một kiền liên, hoa sen là liên là sen. Một kiền liên. Đó, thấy chưa? Thấy nhanh chóng không? Cắm một bình hoa không có gì theo, đo bằng tầm mắt không thôi. Thì cắm tới đâu là cắm vô tới đó, dễ sợ vậy đó. Là cái nghệ thuật cắm hoa là cái mức độ cao thấp đưa góc cạnh không. Cái đẹp của ví dụ là làm sao cho nó lấy tỷ lệ được. Có những lúc trường hợp phá cách nhưng mà bình hoa nó phá đẹp, đó, nó diễn tả được cân xứng không? À, cân xứng nó đòi hỏi tỷ lệ cân xứng à. Đây là từ cái thóc sen đã già phải không ạ? Dạ, cái này già tức già biểu trưng cho mẹ già trăm tuổi vẫn thương con 80 đó, theo nó vô liền, nó xếp đặt theo một cái chiều hướng của nó. Hoa sen này giống như đứa con và đây giống như thấy gì thấy không? Không quá 5 phút tôi làm không quá 5 phút mà. Thấy không? Bây giờ nó là cái là lá đệm. Nó phải có thôi để cho cái bình sen này nó đặc biệt hơn. Đó, nó phải có một cái hướng mô tả rồi. Cũng phải có lá này, lá kia. Thầy vẫn giữ những cái đá hoa đã vàng úa. Yeah. Tượng trưng cho sinh lão bệnh tử không? Dạ, chuyện thôi sinh lão bệnh tử. Hoặc là... giống như là thế hệ già đi qua rồi, thế hệ trẻ phải tiếp nối liền. Dù cho vàng úa, dù cho già héo, vẫn có cái đẹp nó. Vâng. Tức là cái này á, nó nhằm mục đích là nó làm cho cái bình hoa nó đẹp hơn. Nó phải có cái đỏ, thấy chưa? Nhanh chóng ra bình sen lên. Wow, cái bình hoa lạ kỳ lắm. Vì cắm xuất thần là chị biết xuất thần không? Cắm xuất thần là nó lên độc lắm. Đây là đó hoa sen sắp nở rất là đẹp á thầy ha. Mình là cái này nó phải nằm ở dưới chứ nó phải nằm trên, nó bắt tỷ lệ của nó thành cho nó nằm ở một khoảng này đó. Quá đẹp. Thấy không, chị thấy không? 5 phút thôi không hơn được. Cái đó là cái sức sống rất là thông minh chị,
Xin thầy có thể một lần nữa giải thích tất cả những vị trí của hoa sen và ý nghĩa của từng đóa hoa và từng chiếc lá. Tức là nghệ thuật cắm hoa nó có theo trường phái nào thì nó có một số nguyên tắc. Việc đầu tiên chúng ta có cái bình, rồi chúng ta chọn hoa, thì như vậy là phải biết đặc tính về hoa. Rồi chúng ta muốn chọn một chủ đề gì, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, hoặc là sinh nhật của một đứa con đối với bà mẹ, hoặc là sinh nhật vợ chồng, sinh nhật bạn bè, người ta đến thăm viếng, thì nó chọn hoa khác nhau. Đặc xin thầy một lần nữa giải thích nguyên bình hoa. Bình hoa này ví dụ là người ta cũng có thể cái cao nhất ấy, là người ta đặc trưng cho bậc thánh hiền hoặc Đức Phật, hoặc là tùy theo tôn giáo mình tôn kính đó, mình có quyền suy nghĩ lên cái gì cao nhất của cái niềm tin của mình. Rồi kế đến hoặc là người ta phá cái lề lối mà suy nghĩ về tôn giáo đi, ta để qua tôn giáo bên, hôm nay là mẹ là biểu trưng trong cái gì, rất là hiền hòa. Thế thì đóa hoa sen này chẳng hạn biểu trưng cho ngài Mục Kiền Liên đi tìm mẹ, cứu mẹ ở trong địa ngục, bởi vì mẹ của ngài hơi phức tạp là không làm những cái điều thiện mà đi nghịch lại những cái điều thiện, thành bà mất, bà vô trong địa ngục. Ngài Mục Kiền Liên mới đi cứu mẹ mình. Thì ở đây tôi luôn tiện tôi nói, khi mà ngài vào trong địa ngục, ngài cứu mẹ thì là thấy bà mẹ đội cái đầu đội máu, đội một máu rồi ngồi trên trong gai, trên sự đau khổ, mô tả là trong địa ngục khổ á. Thì ngài nói nhỏ với ông cai ngục á, thưa ngài làm sao mà được đi vào cái địa ngục này. Thì ông cai ngục ông nói có hai điều kiện tất yếu mà người đó mới tới được. Một điều kiện thứ nhất á, là tội lỗi nhiều quá nó đọa vào địa ngục. Một cái điểm thứ hai mà cái người đó có thể vào địa ngục là Bồ Tát hóa thân muốn vào đó để cứu chúng sinh vô được. Còn hai cái tiêu chuẩn này là không có. Cái người hiền lành không có tự nhiên đọa vô địa ngục được. Hoặc giả cái người mà giữa cái hiền và cái ác nó không có nhiều quá, nó nằm ở khoảng giữa thì chưa đọa ở trần gian, chưa có tiêu chuẩn đọa địa ngục, mà cũng chưa đủ tiêu chuẩn để lên thiên đàng hoặc là Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì lên Tây Phương Cực Lạc hoặc lên thiên đàng là phước nhiều, ta chỉ cái ghế đó là để cho người nhiều phước phải không? Hai cái tiêu chuẩn này mà muốn lên Tây Phương Cực Lạc cũng chưa đủ tiêu chuẩn, mà muốn xuống địa ngục là cũng phải là ở lương trường trần gian. Thành vì thế cái bình hoa nó nói lên nhân ngày mà Vu Lan báo hiếu, tôi thực hiện trong vòng 5 phút, chị thấy không, nhanh, rất nhanh. Cái bình hoa rất đẹp, mà tôi nghĩ là nếu mà người không đủ trình độ mà cắm bình hoa này á, một tiếng hồi chưa ra đâu. Vâng. Khó lắm, chị nhìn người thấy dễ đó, bảo cái dễ chút nào đó, nó ăn khớp với nhau. Thế thì mình cắm bình sen này tặng cho tất cả mọi người nào mà hiếu hạnh với cha mẹ, kể cả mọi người không có hiếu hạnh thì cũng nên bắt đầu làm việc tốt hiếu hạnh đi, để trời đất cũng đau lòng. Vâng, thưa Phật. Cảm ơn thầy. Quá đẹp, quá đẹp phải không? Thưa quý vị, chúng ta đã có hai món quà nhân mùa lễ Vu Lan, đó là bốn chữ hiếu hạnh cha mẹ và một bình hoa sen thật là tuyệt đẹp. Chỉ trong vòng vài phút, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh đã cắm và gửi tặng cho tất cả quý vị khán thính giả. Một lần nữa, Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị, cảm ơn Hòa Thượng và xin kính chúc tất cả quý vị cha mẹ sẽ được có một mùa Vu Lan báo hiếu thật ý nghĩa, và những đứa con của chúng ta như chúng ta lúc nào cũng nên giữ hai câu hiếu hạnh làm đầu. Cảm ơn sự theo dõi quý vị. Hương Thơ xin hẹn quý vị. Tôi xin tặng chị Hương Thơ cũng như tặng mọi người bốn câu thơ. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước suối nguồn vô tận. Cuộc đời như trên những lúc âu thương, sông dưới mây âm bên thương gia đình, như mận bông sang mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu. Như đến những lúc âu thơ, sông dưới mây âm bên thương gia đình, như mận tiếng nói cha tôi êm đềm dày nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Như mơ
những lúc ưu thư, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn xô con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Ra mẹ tôi đi ngồi dù con suốt canh thu, nhớ đến những lúc ấu thơ dù dưới mái ấm bên thương gia đình, như mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều, lời mẹ ở như suối mát trong đời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Sẽ mãi nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dù có sương vui đâu buồn, lên đỉnh cao sẽ vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên đời. Sẽ mãi nhớ mãi nhớ mãi lời mẹ dạy con đó, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy của cha đó. Dẫu có sương vui đâu buồn, bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu, vì con yêu mẹ cha nhất trên.